Chiều tối 11 tháng 2, 9 nữ cầu thủ và 2 người trong ban huấn luyện đội tuyển nữ Việt Nam của đội nữ thành phố Hồ Chí Minh đã hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất. Các cầu thủ nữ được đón tiếp và diễu hành chào mừng qua các con đường ở thành phố Hồ Chí Minh bằng xe buýt 2 tầng. Thành phố Hồ Chí Minh còn bố trí 15 xe cảnh sát giao thông mở đường để đảm bảo an toàn và thông suốt trong hành trình di chuyển. Tiếp đó, các nữ cầu thủ đã đến dâng hương, dâng hoa báo công lên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Kết thúc buổi diễu hành và dâng hương trước tượng đài Bác Hồ, toàn đoàn di chuyển vào trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để gặp gỡ và báo công với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh. Dịp này, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tặng bằng khen và 1 tỷ đồng cho tập thể câu lạc bộ bóng đá nữ thành phố Hồ Chí Minh, trao cho 11 cá nhân mỗi người 20 triệu đồng thành tích vô địch quốc gia và 30 triệu đồng cho thành tích đội tuyển nữ Việt Nam. Phút vui sướng chưa bao giờ được thành phố tiếp đón được như vậy. Có khó khăn là mình mới bị Covid đó, cũng không có tập luyện gì nhiều. Xong là bước ra trận đấu là qua ngày hôm sau là thi đấu với Hàn Quốc luôn. Cảm thấy kiểu mà rất là mệt, nhưng mà trong đầu rất là quyết tâm để thi đấu thật tốt. Chúc mọi người hâm mộ nhiều sức khỏe và quan tâm đến bóng đá nữ nhiều hơn nữa. Không thể nào mà nghĩ được, tại vì mình chưa bao giờ mà mình nghĩ là được có tấm vé đi World Cup. Đó là mình cũng là mình có cái ước mơ, nhưng mà mình cũng không biết là lúc nào mình thực hiện được. Nhưng mà hiện bây giờ là tụi em thành cái ước mơ đó thành hiện thực rồi. Em mong muốn là những người hâm mộ và cả nước Việt Nam quan tâm bóng đá nữ nhiều hơn và để cho tụi em quyết tâm để thi đấu. Ngoài ra, Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đến thời điểm này đã nhận được rất nhiều phần quà, tiền mặt, voucher và học bổng của các đơn vị khác trao tặng trị giá hơn 10 tỷ đồng. Đây là những gì mà các nữ cầu thủ xứng đáng được nhận sau khi tạo nên kỳ tích để tham dự vòng chung kết bóng đá nữ World Cup 2023.